Nằm trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa Argentina chiều 24 tháng 11 năm 2015 tại khách sạn Sheraton Hà Nội, các thực khách đã được học cách chế biến và thưởng thức những món ăn đơn giản nhưng đậm đà hương vị Argentina. Sự kết hợp thú vị giữa thịt bò Argentina và các loại gia vị Việt Nam cũng đã đem đến những món ăn có hương vị độc đáo. Lớp học nấu ăn, đầu bếp người Argentina Pedro Lambertini đang hướng dẫn làm món bánh empanadas. Bánh empanadas có hình dạng giống với món bánh gối của người Việt Nam. Sự thơm ngon từ nhân thịt bò đem lại trải nghiệm mới mẻ. Nhân bánh cũng có thể được làm từ thịt lợn, cá ngừ, rau, thậm chí là trái cây. Đây được coi là linh hồn của buổi tiệc truyền thống ở Argentina, xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ những buổi liên hoan, tiệc tùng, lễ hội cho tới các bữa ăn gia đình. Đó là loại bánh có lớp vỏ ngoài vàng ươm, thơm giòn, lớp nhân hòa quyện giữa thịt bò băm mềm ngọt với ớt chuông. Trong khi đó, đầu bếp Việt Nam Nguyễn Trung hướng dẫn cách nấu món thịt bò xào nếp cẩm với nguyên liệu chính là thịt bò Argentina, cùng những nguyên liệu phụ đặc trưng của Việt Nam như nếp cẩm, hành củ, hành tây, vân vân. Yeah, it's interesting to try with the fermented rice, the black rice. Very nice. Great combination. Đến với buổi học ngày hôm nay mình rất là vui và mình được học hỏi được cái kinh nghiệm về cách chọn bò. So với bò Việt Nam thì là cái bò của Argentina rất là thơm. Cái thứ hai là nó mềm. Thịt bò Argentina nổi tiếng vì độ mềm, ngọt và chế biến được nhiều món ăn đặc sắc tại Argentina. Khi kết hợp với các gia vị Việt Nam, thịt bò Argentina lại mang đến hương vị lạ miệng, khó quên. Tại thành phố tôi sinh sống cũng có một vài quán ăn Việt Nam. Và tôi thấy phở Việt Nam kết hợp với thịt bò Argentina là một món ăn tuyệt vời nhất. Giới thiệu thịt bò Argentina tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn mang một phần văn hóa của đất nước Argentina tới đây giới thiệu cho các bạn. Tôi hy vọng thịt bò Argentina sẽ góp phần làm phong phú thêm cho ẩm thực Việt Nam. Tuần lễ văn hóa Argentina lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 27 tháng 11 năm 2015. Cùng với phim ảnh, các món ăn đặc trưng cùng lớp học ẩm thực Argentina đang mang đến những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn.